Chào mọi người nha. Thì hiện tại là hôm nay là ngày 27 tháng 11. Mãng đình hồng ở quê mình nó như thế nào? Thì ở quê mình đó là trồng mãng đình hồng cũng rất là nhiều kiểu. Người trồng kiểu này, người trồng kiểu kia. Người thì trồng nói chung là rất là kinh nghiệm. Thì người trồng cũng cũng nói chung là ai cũng kinh nghiệm hết. Nhưng mà mỗi người sẽ xử lý cái đấm mãng đình hồng của mình nó sẽ khác nhau, chứ không phải ai cũng xử lý như nhau. Thì mình muốn quay lại để cho anh em, nói chung là mình quay ở nhiều khía cạnh. Ví dụ như một số anh em quay cái gì tốt quay thôi, còn xấu thì đôi lúc không có quay. Tuy nhiên thì mình thấy là có những cái tốt thì mình quay để học hỏi, còn cái xấu là mình quay để anh em xem để mà rút kinh nghiệm anh em, chứ không phải là cái nào cũng tốt hết, cái nào cũng xấu hết. Nếu mà thằng nào mà tốt hết thì thằng đó nó xạo rồi, đúng không anh em? Còn nếu anh em cứ nói là ồ thằng nào xấu hết thì thằng này làm dở, không phải, không phải. Đời chưa 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 chết thì chưa biết thằng nào hơn thằng nào đâu. Đó, anh em đừng nghĩ là dở hay giỏi, mà dở thì mình gọi là để rút kinh nghiệm, còn giỏi thì mình học hỏi anh em. Ví dụ như trường hợp đây nha, là cái cây mãng đình hồng đây nè, là cái lá nó bị hư, anh em ok không? Lá bị hư cho nên nó là ở đây là người ta họ mới cắt cái lá hư người ta bỏ đi, anh em thấy không? Tắt ra là bỏ đi. Bởi vì tại sao người ta cắt bỏ đi mà người ta không sợ? Bởi vì sau này những cái lá đây này anh em nè, những cái lá nhỏ đây nè, đó, những cái lá nhỏ đây nè nó sẽ lòi ra và nó che phủ cái phần phía dưới đi. Cho nên là anh em cứ yên tâm mà xử lý ha. Ở ở bên này cũng vậy nè anh em, nè anh em thấy không, cái lá nó hư thì người ta họ cắt họ bỏ đi thôi, cái gì đâu. Đó thì những cái lá đây sau này nó sẽ lớn, nó lớn thì nó sẽ che phủ thì nó vẫn vẫn đẹp bình thường. Cho nên là anh em có thể, nếu anh em mà rơi vào cái tình trạng tương tự như vậy á, thì anh em có thể làm theo xử lý. Và có một cái điều đặc biệt ở trong cái video này nữa là cái cách xử lý khi mà mãng đình hồng nó bị trễ, và cái tình trạng những cái cây nào mà nó vừa, những cái cây nào mà nó sớm thì mình cũng sẽ quay hết ở trong cái video này để anh em có thể theo dõi nha. Hiện tại là có ông anh ông đang ngồi cắt mấy cái lá đây nè, cắt mấy cái lá hư này ra nè, thì mình sẽ quay lại rồi có những cái thông tin mình trò chuyện để anh em có thể nắm bắt nha. Thì đầu tiên là mình sẽ đi ra từng những cái vấn đề là đối với những cái cây mãng đình hồng mà nó trễ thì phải xử lý như thế nào, và bữa nay là ngày 27 tháng 1 thì nó trễ là nó nằm ở cái đoạn nào mà nó trễ, anh em ok ha. Ví dụ bây giờ nha, anh em xem nè, cái cây mãng đình hồng này đó, anh em thấy là cái ngọn này nó mướt không? Cái ngọn này nó mướt có nghĩa là cái ngọn này nó đang sung sức, nó phát triển. Mình giả sử nha, mình giả sử ví dụ như có một cái cây khác mà cái ngọn nó cũng y chang như vậy, nhưng mà cái kiểu giống như là nó chậm phát triển á, có nghĩa là hai cây là cái chiều cao nó bằng nhau, nhưng mà một cây nó đang sung sức nó phát triển và một cây á nó lì lì nó chậm phát triển, thì cái thằng chậm phát triển thì là trễ, thằng trễ, còn cái thằng mà mau phát triển là thằng thằng vừa đó. Chứ không phải là có nghĩa là chiều cao nó bằng nhau nhưng mà cái tốc độ phát triển của hai thằng nó khác nhau thì nó cũng quyết định cái sự sớm muộn nha, chứ không phải là như nhau đó anh em. Đó anh em thấy không, đó là điều thứ nhất. Thì hiện tại nè, hiện tại là ở đây là mình thấy mấy cái cây mãng đình hồng cái ngọn nó cao khoảng tầm 30 35 phân rồi, cỡ 35 phân đây, những cái ngọn 35 phân anh em xem là hiện tại cái ngọn này anh em thấy không? Nó cũng kiểu giống như là nó nhỏ nhỏ thôi. Đây, đây là những cái lá nó bị hư nè anh em nè. Anh em thấy cái lá nó bị hư chưa? Đó, và cái ngọn nó cái này thì cái ngọn nó tầm này. Ở đây thì cái ngọn nó lên tới gần mặt lá rồi. Đây anh em. Đó. Thì tình hình chung là nó là như vậy, ví dụ như những cái ngọn đây là nó cái này. Ngọn đây thì nó tầm mặt lá, thì bữa nay là 27 rồi chứ không có còn sớm sủa gì nữa đó anh em.
Thì đối với những cái cây mà người ta xác định là nó trẻ thì anh em người ta sẽ xử lý như thế nào? Anh em xem này, đây là những cái bóng điện này, anh em thấy không? Đó, đây là những cái bóng điện. Thì mãng đình hồng á nó sẽ ăn theo bóng điện. Có nghĩa là nó ăn theo đèn. Thì nếu mà có đèn á thì nó sẽ ra sớm, mà không có đèn thì nó sẽ ra muộn. Đó, đây là những cái điều mà anh em, ví dụ như anh em trồng mà kiểu giống như là thấy nó muộn á thì anh em trông đèn cho nó. Thì ở dưới đây á anh em, anh em xem này. Ở dưới đây là những cái cây mà nó tầm này thôi. Anh em thấy không? Tầm này thì khoảng cỡ 30 cm thôi, hơn 30 cm tí xíu. Ok ha. Nhưng mà quan trọng á là cái ngọn đây nè, anh em thấy là cái sự phát triển của nó không có được mạnh lắm. Anh em thấy không? Tuy là nó cao cỡ này đó. Nhưng mà cái sự phát triển của nó không được mạnh, cho nên là xác định là sẽ trễ, mà trễ thì phải trong đàn. Đây nè, đó. Ở đây cao cũng cỡ 30-40 rồi. Cái này chắc cũng cỡ 40 rồi anh em. Có nghĩa là nó còn tuốt ở dưới đây nè. Anh em thấy không? Đây, ví dụ như những cái cây ở chỗ này đi. Cây ở chỗ này, anh em thấy không? Chưa. Nó còn ở dưới thấp quá. Và lá thì nó cũng bị hư nè. Cho nên bây giờ là phải kiểu giống như ngồi vệ sinh cho nó. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó là anh em biết sao không? Ví dụ bây giờ á, một cái cây này á, cái ngọn nó tới đây thì nó sẽ trễ đúng không? Nó sẽ trễ. Nhưng mà anh em xem ở dưới đây này có rất là nhiều cái nhánh con. Thì khi anh em đổ phân vô đây á thì cái nhánh con này á nó ăn. Có nghĩa là cái cây đây nó hút ra đúng không? Hút dinh dưỡng. Thì một phần là nó sẽ có cái sự phát triển của cái nhánh chính. Nhưng mà tất nhiên là nhánh con thì nó cũng phải phát triển chứ nó cũng đã đâu có chừa đúng không? Thì anh em thấy rằng là nếu mà một lượng dinh dưỡng đó mà một chén cơm mà nuôi nhiều đứa con thì nó đứa con nào nó cũng còi cạp hết đúng không? Nhưng mà nếu một chén cơm đó mà ít con lại á thì cái sự phát triển đó nó sẽ tốt hơn. Do vậy mà người ta họ sẽ cắt bỏ đi, cắt bỏ những cái nhánh mà người ta cảm thấy là nó không cần thiết thì người ta sẽ bỏ để nó tăng cái sự phát triển của cái thân chính lên cho nó kịp tết. Ok nha anh em. Đó, anh em thấy nè, đây là mấy cái nhánh con nè. Thì hồi nãy mình nói là anh ông đang vệ sinh, đang cắt lá cho nó đẹp. Ông đang ngồi kia. Ồ, mấy cái nhánh này bỏ uổng quá vậy? Trễ hả? Cái lùm hả? Đây nè. Sau này là mấy cái nhánh con nó mọc ra rồi nó cũng che hết thôi đúng không? Có gì đâu. Nhiều anh em sợ mãng đình hồng lá hư đồ này kia đúng không? Cái gì cũng có cái gì cũng hết hết. Nhá lên lại. Mấy cái lá này nó che phủ cái tầng dưới rồi nó cũng đẹp chán luôn vậy đó. Quan trọng Tết có hoa để bán hay không rồi đúng không? Tết mà không có hoa để bán mới sợ anh em. Chứ còn xấu đẹp thì anh em có thể sửa lại là nó cũng đẹp chán. Dân thì nói chung khi mua thì trọng tâm vô hoa là chính. Rồi sau đó mới tới lá lú. Nhưng mà anh em sửa soạn ngon lành dân người ta vẫn chấp nhận. Trời, cắt trùi lũi rồi không có nhánh nào dưới hả anh? Trễ à? Ồ, cây đó tưới vô nó sụ mặt sụ mày rồi đó. Thúi hả?
Nhắn mới á có nghĩa là anh lưu ý nha, mưa một tuần lễ á cây nó bình thường, hay mà nắng lên là nó vẫn sụ nhưng mà vẫn cây vẫn bình thường, nó tào lao vậy đó. Cái đó gọi là nắng mới đúng không? Nắng mới. Đó thì anh em nào mà trồng mà cảm thấy trễ thì đua cho nó trễ, à, cho nó kịp nha, xử lý cho nó kịp. Anh em biết sao, thấy thì nó ít ít vậy đó, nhưng mà nếu mà vô Tết nha, bán tiền không á, chứ không phải ít đâu. Tại vì trồng mãng đình hồng nó khó lắm, chứ nó không có đơn giản anh em. Lúc trước anh em biết sao không? Là nhiều lắm chứ không phải vậy đâu, nhưng mà kiểu giống như là nó bị chết cây á, rồi bị hư rồi bỏ rồi xếp gọn lại rồi nó vậy đó, chứ không phải nó ít. Anh em thấy chỗ này là chỗ trống này, làm vườn không có ai mà để chỗ trống vậy đâu, nhưng mà chẳng qua là dồn dồn vô là thấy nó rộng vậy đó. Thôi vậy mình cũng kết thúc cái video này ngang mọi người. Mọi người thấy kênh mình hay ý nghĩa gì đó thì nhớ đăng ký nha. Anh em trồng mãng đình hồng thấy cái video này thì có thể xử lý cho mình luôn. Còn bây giờ kết thúc nha.